Thưa quý vị và các bạn, xác định quan điểm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc. Thời gian qua, huyện Xín Mần không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng các tiêu chí, đặc biệt là tiêu chí thu nhập, tạo nên sự thay đổi rõ rệt về đời sống, vật chất và tinh thần của người dân nông thôn. Tiêu chí thu nhập luôn được xem là tiêu chí hết sức quan trọng, bởi mục đích chính của xây dựng nông thôn mới là làm cho đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Chính vì vậy, để nâng cao thu nhập cho người dân, những năm qua, xã Pà Vầy Sủ đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế. Trong đó, tranh thủ các nguồn đầu tư, chú trọng xây dựng các mô hình nông nghiệp hiệu quả cao, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Điển hình như dự án thí điểm chăn nuôi dê thương phẩm giống mới, giống dê bo gắn với đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ tại xã Pà Vầy Sủ, được thực hiện từ tháng 5 năm 2022 với 5 hộ gia đình tham gia. Sau gần 1 năm triển khai thực hiện, đàn dê giống mới đã sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Trọng lượng trung bình đạt trên 30kg trên một con. Hiệu quả kinh tế so với trước khi thực hiện dự án tăng trên 21%. Đánh giá mô hình, giống dê bo phù hợp với điều kiện chăn nuôi tại xã Pà Vầy Sủ, dê sinh trưởng và phát triển tốt, đem lại kinh tế hiệu quả hơn so với giống dê bản địa. Đàn dê này lưu tộc, em nhận được về. Tôi nhận được về thì nó cũng lưu đầu thì tôi nghĩ là cũng tôi cũng hay lo, nhưng mà cuối cùng tôi cũng chăm sóc thì sau này cũng cảm lên thì cảm phát triển. Tôi nghĩ là rất là phù hợp. Tôi còn nghĩ là cái đàn này, nhưng mà tôi có điều kiện thì tôi còn bổ sung thêm nhiều à. Hiện nay thì thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Pà Vầy Sủ ấy, thì hiện nay chúng tôi đang tập trung tuyên truyền bà con nhân dân là tập trung xây dựng các mô hình chăn nuôi, đặc biệt là những mô hình chăn nuôi dê, tùy thuộc vào cái điều kiện tự nhiên để phát triển các mô hình chăn nuôi. Ví dụ như là các cái khu vực phía cao thì chúng ta có thể chăn nuôi những cái loại gia súc như là trâu, bò, dê. Đối với vùng thấp thì có thể nuôi lợn và nuôi dê, thậm chí là nuôi thêm gà, và gắn với đó là cải tạo các vườn tạp, tạo sinh kế để nâng cao thu nhập cho người dân. Giải pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã và đang làm tăng dần thu nhập trên cùng một diện tích canh tác nông nghiệp ở xã Bản Ngò. Thay vì trồng ngô, mô hình trồng bí xanh thơm đã được xã tích cực triển khai và mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của bà con nơi đây. Là một trong những hộ tham gia chuyển đổi diện tích đất trồng ngô sang trồng bí xanh thơm, ông Tải Văn Kinh, thôn Táo Thượng, xã Bản Ngò chia sẻ. Được huyện cấp cho 500 cây giống bí xanh thơm, gia đình đã mạnh dạn chuyển một phần diện tích đất đang trồng ngô sang trồng bí xanh thơm. Mới đầu, gia đình lo lắng vì sợ cây khó phát triển. Tuy nhiên, sau một thời gian chăm sóc, do khí hậu và thổ nhưỡng ở Bản Ngò phù hợp, nên cây bí rất thích nghi và phát triển tốt. Chỉ hơn 4 tháng, mảnh vườn bí xanh thơm khoảng 0,2 ha đã đậu quả, chuẩn bị vào thu hoạch. Ước khoảng trên 2.000 quả bí, mỗi quả nặng từ 1,5 cho đến 3 kg. Với giá bán dao động từ 10.000 đồng đến 15.000 đồng trên 1 kg, có thể sẽ đem lại cho gia đình một khoản thu nhập lớn. So với một năm thì trồng ngô, cũng so với năm nay là trồng bí thì năng suất thì so với bí thì nó năng suất hơn. Ngô thì so với mảnh này thì tức là tầm 2 tạ đến 3 tạ ngô hạt, ngô té. Nếu mà so với năm nay thì với trồng giống bí nếp thơm này thì phải hơn 2.000 quả. Quả cũng rất là nhiều, so với năm nay thì nó năng suất hơn so với ngô. Vốn khác biệt so với những quả bí xanh thông thường có hình dáng thon và dài, loại bí xanh thơm lại có hình bầu dục. Đây là cây trồng đặc biệt, thích hợp thổ nhưỡng, khí hậu, thời gian thu hoạch ngắn ngày, năng suất cao hơn gấp 3 lần so với trồng lúa, ngô. Sau khi thu hoạch có thể để được lâu. Nhận thấy giá trị kinh tế từ cây bí xanh thơm mang lại, hiện nay trên địa bàn xã Bản Ngò đang triển khai thực hiện với diện tích 5 ha. Người dân ứng dụng kỹ thuật vào canh tác, đầu tư thâm canh theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, nên cho hiệu quả sản lượng và chất lượng. Thời gian này đang vào vụ thu hoạch bí xanh thơm, năng suất ước đạt 50 tấn trên 1 ha, sản lượng ước đạt hơn 2.500 tấn. Nếu tính giá bán bình quân trên thị trường hiện nay là 10.000 đồng trên 1 kg, thì 1 ha sẽ cho thu nhập gần 500 triệu đồng. Đó là nguồn thu nhập không nhỏ từ sản xuất nông nghiệp. Xã đưa cái chương trình bí thơm
vào để cho bà con nhân dân là trồng đấy, để mục đích là nâng cao thu nhập, cũng là một cái định hướng cho bà con nhân dân trên địa bàn xã để cho năm 2024 ấy, nếu mà thuận lợi mà đầu ra mà ổn định ấy, thì xã sẽ nhân rộng cái mô hình ấy, giống bí thơm này, để cho bà con nhân dân xã Bản Ngò trồng ấy, để mục đích là nâng cao thu nhập cho bà con nhân dân, để từng bước là cải thiện đời sống cho bà con nhân dân. Có thể thấy, việc đưa giống bí xanh thơm vào sản xuất đã góp phần tích cực vào chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương. Đồng thời, cũng là mô hình mới giúp nông dân đổi mới suy nghĩ, cách làm, xây dựng thêm nhiều hướng sản xuất mới, hiệu quả, sáng tạo, từng bước nâng cao thu nhập và mức sống của nhân dân tại địa phương. Đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập cho nông dân cũng là một trong những giải pháp quan trọng được xã Nấm Dần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trong đó, phát triển và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả được xem là lựa chọn ưu tiên gắn với thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Nhằm phát huy tiềm năng trong nông lâm nghiệp, những năm qua, cùng với tăng cường chăm sóc bảo vệ rừng, bà con nhân dân xã Nấm Dần còn thực hiện phát triển trồng cây thảo quả dưới tán rừng. Là xã có thế mạnh về điều kiện khí hậu, diện tích rừng tự nhiên lớn, rất thích hợp cho việc phát triển trồng cây thảo quả dưới tán rừng. Theo thống kê của xã, đến cuối năm 2022, diện tích thảo quả toàn xã có hơn 820 ha, trong đó diện tích cho thu hoạch là trên 510 ha, chiếm gần 60% tổng diện tích thảo quả hiện có. Nấm Chanh, Ngam Lâm, Lủng Tráng là những thôn có diện tích thảo quả lớn trong toàn xã. Với lợi nhuận cao, thảo quả lại là cây dễ trồng, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng. Do vậy, xã Nấm Dần đã đưa cây trồng thảo quả là cây trồng mũi nhọn để giúp người dân nâng cao thu nhập. Có hộ có được một năm rồi được hơn 100 triệu, có nhà thì có hộ thì được 200 triệu trên một vụ cây thảo quả, riêng cây thảo quả đó. Tôi nhờ cây thảo quả ấy đem lại cho cuộc sống của người dân ở trong thôn ấy, có một số thì hộ thì cũng được khá lên và dạng nghèo đi, còn đem lại cho bà con cuộc sống là được ăn no hơn ngày xưa, thay đổi rất là nhiều. Ngày xưa thì một số chưa có cây thảo quả ấy, xe máy còn không có đi, bây giờ thì xe máy còn đi xe ngoan, một số còn đi xe tăng ga, đi một số còn thậm chí là còn mua điều ô tô. Cùng với phát huy các mô hình kinh tế thế mạnh thì nhiều bà con xã Nấm Dần cũng xây dựng nên các mô hình sản xuất hay, đặc biệt như mô hình chăn nuôi lợn đen bản địa của gia đình anh Tráng Văn Giáo ở thôn Na Chăn, xã Nấm Dần. Mới chỉ bắt đầu chăn nuôi lợn đen tai cúp được gần 2 năm, nhờ siêng năng, ham học hỏi nên việc chăn nuôi đã đem lại hiệu quả bước đầu cho gia đình anh. Lợn đen tai cúp là giống lợn bản địa cho thịt thơm ngon và ít bệnh tật. Nuôi lợn đen địa phương rất đơn giản bởi gia đình có thể tận dụng nguồn thức ăn sẵn có từ nấu rượu, cám ngô, khoai lang, cỏ, chuối. Hiện tại, gia đình anh đang duy trì từ 3 đến 5 con lợn nái, thời điểm nuôi nhiều lợn giống và lợn thịt lên tới gần 50 con. Năm 2022, gia đình anh Giáo xuất bán được 4 lứa lợn thịt. Cùng với sản xuất rượu, gia đình anh cũng thu về hơn 150 triệu đồng tiền lãi. Cái nữa là cái nghề chăn nuôi này thì cũng đã từ cái ngày ở riêng lập gia đình cũng đã rất là thích cho về chăn nuôi rồi. Nhưng trước đây chăn nuôi thì cũng khó, về cái điều khó khăn nhất là vì cái công nghệ nó không có. Với là muốn học ở đâu cũng khó. Đi học thì toàn những cái thấy bà con ở đây chăn nuôi nhỏ lẻ. Hôm nay thì cũng qua có học hỏi được thì năm nay cũng mới bước vào năm thứ hai để chăn nuôi. Rồi năm ngoái thì cũng thu nhập cũng được từ lợn thì được khoảng hơn 80 triệu, được khoảng 80 triệu. Và ra thì còn nấu rượu nữa, thu nhập rất là hơn 100 triệu trong năm qua. Các mô hình liên kết sản xuất, xây dựng các nhóm sở thích dần dần trở thành hướng đi của bà con nhân dân, tạo nên mối quan hệ sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị và thu nhập cho chính những người nông dân. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ sản xuất cũng được xã tập trung huy động, lồng ghép, quản lý hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của người dân và nhất là triển khai các đề án, mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết mô hình sản xuất chăn nuôi và tiêu thụ có hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
thực hiện cái chương trình xây dựng nông thôn mới ở trên địa bàn xã Lâm Dần. Các cái tiêu chí thì hiện nay cơ bản xã đã đạt 13 trên 19 tiêu chí. Hiện nay thì trên cái cơ sở chủ trương của Đảng, Nhà nước thì có rất là nhiều cái chính sách để hỗ trợ cho người dân. Ví dụ như là của ngân hàng chính sách, ngân hàng xã hội, nông nghiệp cũng như là các cái ngân hàng khác. Và đặc biệt là cái ba cái chương trình mục tiêu hiện nay thì được đầu tư cái nguồn vốn rất là lớn, vốn sự nghiệp, vốn đào tạo sinh kế cho người dân phát triển bền vững trên địa bàn xã. Đó là những cái thuận lợi để có thể thúc đẩy cho cái nâng cao cái thu nhập đời sống cho người dân. Đa dạng hóa các mô hình sản xuất là rất cần thiết trong giải quyết bài toán việc làm, thu nhập và khai thác phát huy tốt tiềm năng thế mạnh của xã Lâm Dần. Cùng chủ trương phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, hình thành một số mô hình sản xuất đầu tư quy mô theo chuỗi liên kết, tạo ra các sản phẩm an toàn từ sản xuất tới tiêu thụ, cung ứng ra thị trường đang ngày càng làm tăng giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích đất. Qua đó, nâng cao thu nhập cho nhân dân, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Có thể nói, việc nâng cao tiêu chí thu nhập cho người dân luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu được đặt ra không chỉ đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới, mà đối với tất cả các địa phương. Bởi vấn đề việc làm, thu nhập của người dân liên quan đến nhiều yếu tố khác trong cả quá trình xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy, trong điều kiện thực tế hiện nay, để đạt được mục tiêu không ngừng nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, cấp ủy chính quyền các địa phương vẫn cần chú trọng khai thác hiệu quả hơn nữa tiềm năng thế mạnh, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp, gắn với sản xuất chế biến, tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm việc làm, thu nhập cho các tầng lớp nhân dân. Tổ chức lại sản xuất, thành lập các cái nhóm, như là nhóm sản xuất các cái cây dược liệu và mang lại kinh tế như là cây gừng, rồi là cây kiệu, rồi cây củ cải, rồi rau hữu cơ và liên kết trồng các cái cây tre mang bát độ và hình thành lại các cái vùng sản xuất để trở thành hàng hóa đổ lớn trong thời gian tới này, như là vùng chè, vùng quế, rồi là một số các cái chương trình trọng tâm trọng điểm triển khai tại các cái xã trên địa bàn toàn huyện, đặc biệt tập trung ưu tiên cho các cái xã lộ trình xây dựng nông thôn mới và xã đã hoàn thành, cũng như là 94 thôn bản trong thời gian tới này, để giúp cho bà con dân liên kết được các cái công ty, doanh nghiệp. Đây là một trong những nội dung mà hết sức là quan trọng, cần tuyên truyền vận động bà con dân triển khai từng bước, từng nhóm vấn đề để đạt được mục tiêu nâng cao cái thu nhập trong xây dựng nông thôn mới. Nhờ quan tâm đa dạng hóa các loại hình phát triển kinh tế, thu nhập của người dân không ngừng được tăng lên. Tính đến hết năm 2022, mức thu nhập bình quân đầu người đạt 29,3 triệu đồng trên một người một năm. Thu nhập tăng, việc làm ổn định, đời sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Đây là đòn bẩy quan trọng trong động viên, khích lệ người dân tiếp tục chung sức, đồng lòng, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới ở mỗi địa phương, không ngừng làm thay đổi diện mạo nông thôn.